Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 20 và 21 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đợt áp thấp nhiệt đới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung và gây ra mưa lớn. Tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên, ngày hôm nay trời nhiều mây, nắng gián đoạn, mức nhiệt trong ngày từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai 19 tháng 9. Tại khu vực thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, rải rác vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên. Còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.